Chào cả nhà. Mấy ông xã anh đang làm gì? What are you doing honey? Anh kêu là anh đang đo để làm cái dây mới. Tự gì bữa hôm đi câu cua đó bị mất hai cái lòng rồi, mất dây, mất tùm lum hết trơn. Giờ anh làm lại. Ngôi nhà nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Đó, nhà Nhung Hà nay có bông nè, nhà thấy nguyên chùm bông không? Đó, ngay chỗ ông xã mình đứng cái cục đá bự bự đó có bông á. Bông li li á nhà. Đó, xa xa có nguyên dãy cà chua đỏ 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 trong đó. Trời ơi, ướt rắn nó quá trời. nó dài xong dữ có trái đỏ rồi cái nhà ơi. Đây nè, đây có em này đỏ nè. Ô để ăn thử trái đỏ này coi nó ngọt không ha. Nè, chị quản lý mình cũng có nữa rồi. Cái trái này nhưng rắn là thấy ghê chứ này. Úi giời ơi, cong cong ớt không. Mình đây cả nhà, đây ăn trái ớt rắn nha, không biết ngon không. Đó. Mình muốn hửi cả trước khi ăn. Thơm cả nhà, không biết ngon không. Mời cả nhà. Ôi nó ngọt dữ. Ngọt quá trời cả nhà ơi. Ngon bày. Cái bụi đã ghê luôn cả nhà nè. Quá mê là mê luôn. Đã thấy không? Hôm nay Nhung Hà rủ cả nhà đi hái mâm xôi đen mọc hoang cả nhà. Trời ơi, quá trời luôn, đã ghê luôn cả nhà. Mới mẹ cái rổ đi. Đã hái mâm xôi đen cả nhà. Vườn mới của Nhung Hà. Trời, bữa giờ mình thấy cây máy tưới nước nhiều quá, dầm dẻ nha. Cái cây nó không lớn nổi. Cây mình mới đi là tưới bằng tay, tưới chung chút thôi. Vừa đủ, cây nó vừa nó xanh lại rồi nè. Ta bữa hôm cái cây cà chua rồi nó quắng lá, nó thấy ghê lắm. Nhưng mà nó vẫn có trái nha, trái nhiều nhưng mà cái lá nó xấu thôi. Còn dâu tây thì má trên đây nó ít nước á. Trời quá trời đã nè. Nó xanh nè. Đã ghê ha. Bắt đầu nó chuẩn bị cho trái rồi đó cả nhà ơi. Đây nè, đây đã đậu trái rồi đó, chuẩn bị có dâu tây mé vườn mới hái cho cả nhà xem nha. Mình đi Rio mình hái. Đây vườn mới nha, có nó dưa leo chanh cần hết sức cần luôn đó cả nhà mê ha. Rồi vô đây có trái nữa nè đó, đây có trái nữa nè đó. Cái rổ chắc cũng mít hái mỗi thứ một ít, hái đại nhà ơi, có trái gì mình hái đó. Bữa hôm cũng được mấy trái mén đây Nhung Hà hái ăn rồi, trời nó ngon ghê luôn cả nhà. Dưa lê Việt Nam mình đó cực kỳ ngon luôn, nó ngọt mà nó giòn. Còn này là gì ha? À bầu tí hon này, bầu tí hon này đó, đây nè cả nhà. Đã chưa? Ồ, đây nữa cả nhà. Ôi dễ thương lắm, cái bầu này thì mình chưng cho nó vui thôi. Mình hái vô mình để mình chưng cho đẹp thôi, chứ ăn thì nó hơi đắng à nhà. Đó. Mình trồng cho vui, có này có kia hái cho nhà xem cho vui. Chứ bữa hôm mình thử rồi, đắng không ăn được. Vô rổ luôn, khỏe. Đây nữa nè ha. Trời ơi, này cây nó xanh nó cho trái đã dễ sợ chưa. Được vài hũ mua dưa leo muối nữa nha. Rồi bầu bữa hôm cũng thu được mấy trái mấy anh đây à, mà bây giờ thì nó đang đang trái mới nè, trái bầu dài nè đó, này bầu dài 2 mét cả nhà, kệ đi ha. Rồi ôi củ hoa cả nhà xem, củ hoa của Nhung Hà đậu trái nè đó, trái bự bự luôn á, đã ghê không. Đâu nữa ha, đâu nữa ha. Bên kia cả chùm lát nữa, qua mấy anh kia qua cho cả nhà xem. Ở đây có trái này nè. Đó, nó núp lùm bú. Đây nữa cả nhà. Đó, cưng hết sức cưng luôn ha. Đó, toàn tàn mấy trái đầu đũa nhà, cưng hết sức cưng không. Đó, ít bữa nữa Nhung Hà có đầu đũa xào rồi đó. Ồ, làm gỏi như em gỏi Thái giống em là em trang chỉ nhưng mà đó. Ở gọi lý he. Có đầu đũa cái mình làm mua trái đu đủ, đi chợ châu Á mua trái đu đủ xong rồi cái bỏ đậu đũa vô giả cây mình làm. Có lý. Bên đây có đậu rồi nè, những cái cây vàng vàng mình tưởng không có trái, vậy ăn trái nhiều ghê chứ. Đó, bữa hôm nó ngập nước luôn, mình tưới nó ngập, trời ơi mình tưởng cây nó đi to rồi chứ ai về không sao hết, cũng mừng. Trời ơi, trái này đã chưa.
Vô cái rổ luôn nha. Thôi được mấy cái hả cả nhà ơi. Đó. Đây. Ôi cưng chưa? Màu trắng nữa nè. Đó. Cái rổ này cũng đủ thứ chứ bộ. Trời ơi đây cũng có một trái bự ghê không nè. Bữa giờ từ đầu mùa mình hái được mấy trái bự, bây giờ có thêm mấy trái bự nữa nè. Đã dễ sợ luôn. Đó, vô luôn. Đây đây có trái bự nè. Đã quá. Rồi. Đây cái rổ này cũng đủ thứ luôn. Đây là bí đẻ ra mì à nhà ơi. Nhưng hại chắc cũng có cả chục trái luôn á nhà. Mê ơi mê luôn. Đây đây giờ mới thấy chỉ nè, đây cả nhà xem nè. Đó đây. Chà. Ba trái luôn nha, chuẩn bị thu hoạch được rồi đó. Đây nhà thấy chưa? Cưng dễ sợ không? Đó, ồ cái trái này. Nhưng mà thu cái trái này chưa có xào được, mình đợi cho nó cái hai trái này bự chút xíu nữa đi. Đó, cái mình được bữa xào trứng nha. Đó. Xem có trái nào dùng hà hái vô xào luôn nha. Có vẻ chưa có. Bữa hôm mới thu. À đây 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 có trái bự này. Đó. Mướp Peru. Ở bên đây cứ trồng mỗi thứ một ít để chứ mà cũng có nhiều thứ để thu ghê cho nhà ha. Bên vườn mới đó. Ủa sao cái có một trái một vậy ta? Con trái một cơ nhỉ? À đây đây đây. Ê, đang nhỏ quá được có trái một bự. Nguyên dãy cà của Nhung Hà thì thấy cái cây này là có được hai trái bự rồi. Cà trắng có vẻ nó phát triển và ra trái sớm hơn cái cà kia ha. Cà kia mình chưa thấy, cà khổng lồ á, chị Vinh tặng á. Rồi sao cái bông này nó rụng rồi, uổng dữ vậy trời. Mình sao không thấy, chưa thấy đậu rồi nha ơi. Nhưng mà nó đang tốt lên rồi đó. Cái này cũng đang tốt lên nè. Con cái thùng con chút chẻn, con chút ếc luôn mà có trái này cả nhà. Ui thấy đã dễ sợ chưa. Đây nè, ui rồi. Ôi mê chưa nhà ơi. Ớt đó, cái này ớt rắn nè nè. Trong cái chổng con chút thôi á, mà trái đã ghê không cả nhà. Công nhận luôn á, ớt bên đây thôi có vẻ dễ trồng quá ha. Trái cà chua đen chín rồi. Đây, nhá. Đó, trời ơi, đừng em cà chua đen mà tới nước nhiều quá nó nứt nè cả nhà thấy chưa. Đó, em cà chua đen nè. Bên đây chín chưa, trái này cũng chín rồi. Cũng chưa chín lắm nhưng mà đủ độ chín để mình hái rồi đó. Chưa, cái trái này chưa. Được hai em nè ha. Đó. Rồi cái rổ này cũng được nè. Mình đi tính thẳng qua đây. Đây. Mê quá là mê nè ha. Đây. Đã chưa ở nhà ơi. Mâm xôi đen nè, năm nào Nhung Hà hái cái đó. À, cái trái này hả thì nó mọc hoang á, trái như vậy là mình thấy cũng bự lắm rồi đó. Tự gì bự. Mỗi năm là mình thấy cái hái cái trái này là như vậy là mình cảm thấy nó bự ơi bự luôn ha. Mà bữa hôm xuống nhà cái ông bà ở dưới đường á, trời ông bà trồng được cái cây mâm xôi đen. Nó trái gấp ba như này. Trời mình mê ơi là mê luôn, nên là mình đang tìm giống mua mà cái này là gọi là không có tốn tiền ha, không có tốn chăm sóc ha, mà có hái là ta nói là quá vui luôn á nhà ơi. Đó. Không có tốn cái gì hết trơn á. Trái này nó to ơi. Có rụng với tay chị nè, rụng vô tay nha. Đó. Được trái này nè. Đây nè. Xong rồi đi để dành đó rồi cho bác hàng xóm bắt làm jam. Năm nào mình cũng hái cái trái này và để dành cho bác hàng xóm. Hoặc là cái chị bên đường á, chị làm nước gì á, nước sinh tố ép với trái cây hay gì gì đó. Bữa hôm chị làm cũng ngon lắm, miêu xét gì đó, cũng ngon dữ lắm. Đây, được mấy trái mấy anh đây. Mình tự lên được một mớ mé này gần nước á. Nó bự hả? Mới mưa cái rổ coi. Hôm nay chắc mình cũng hái được cả mẹ các bạn nha. Hên xui nha. Ăn đoán vậy thôi. Thấy nhiều nhiều đoán thôi. Còn không biết được cả mẹ hay không. Mà cái trái này hái sữa. Quên
quên mặc áo tay dài nữa rồi. Ây ây ây, quên mang bao tay nữa. Rồi rồi, không biết được mẹt không. Gái được mẹt này cũng trầy da tóc vảy. Mình thích cái loại kia kìa. Mình thích cái loại không có, không có gai kia, hái đã hái tay mà không có sợ bị chích. Ôi công nhận trái này ngâm rượu chắc ngon dữ rồi nhỉ ha. Ngâm siro rồi đó. Tuyệt vời luôn á. Chữa đau lưng, nhức khớp rồi đó. Cà chùm mê không? Vô. Cái cành này nó xà dưới đất luôn nè, hứng đây đi. Lỡ nó có rớt rớt dưới. Này, ôi trời, cái trái này, úi cái trái này to muốn bằng cái trái mâm xôi của bác kia luôn rồi nha. Đây cả chùm, ôi ôi nó đã gì đâu luôn á trời. Cái này là mặt hoang là không có trồng. Nói chung là nó có hai loại á. Loại mọc hoang và loại không mọc hoang. Cái loại mà mọc hoang á, là tự nhiên nhất, là không phân bón, không gì hết trơn á. Còn cái loại mà mình trồng thì chắc chắn là mình sẽ bón phân rồi. Mà bón phân thì cũng bón, sẽ bón organic thôi. Trái đã. Rồi đi qua mấy anh đây. Mấy anh đây thì không có không có nước, có vẻ cái trái nó nhỏ hơn. Cái cây mâm xôi bữa hôm bác trai bác chó không biết là sang năm có trái nào cho Nhung Hà hái không, cho mình mê quá trời luôn. Cái thùng nó mà đi lô á, mà thấy á thì mình tìm xem là có, mình mua làm dãy luôn. Cái cây đó nó không có lan nhiều, nguyên một bãi vậy đó mà lan có một cây một à. Cho gặp cái cây này thôi á, nó chỉ tùm lum hết rồi. Rễ nó đi tới đâu rồi nó lan tới đó. Nó chỉ mạnh lắm. Rễ của cái cây mọc hoang này nè. Nó khỏe, nó chảy lung tung hết. Bao hôm mà chỗ này nhiều lắm mà ông xã mình anh thấy. Anh ấy hết rồi, con chủ này ôi trời. Nó héo khô gầy mòn hết rồi. Đi ra ngoài đường thấy có một chùm này. Không được mấy trái chín. Không được 5 em. Nhớ. Ôi chỗ này là bự trái bự ghê luôn. Đá chứ cả nhà. Làm jam tuyệt vời mặt trời luôn. Làm mức á. Wow, công nhận mé này trái bự ghê luôn. Đây nè. Đá hết sức đá nhờ. Đầy bằng tay rồi nhá ơi. Ai hái phụ mình không? Chục trái luôn á. Chưa có nhiều mình còn đếm được, chứ ít bữa nó nhiều dữ lắm mình đếm hết nổi. Chắc mình phải cắt mấy cái này bớt đi. Hay nó chánh ngang khó hái nè. Mai mưa nó rửa bớt cái bụi. Nhưng cái trái nó đẹp hơn ha. Đây nè. Hôm nay hai loại. Một loại hột nhiều, một loại hột cũng nhiều nhưng mà nó sẽ mọng nước hơn.
Còn loại kia thì nó hột nhiều mà nó hơi khô, nhớ loại này là hột nhiều mà khô này. Nhiều này. Chín nhiều rồi nè. Mình thích đi hái vậy rồi đi tặng. Hái cho mọi người coi trái này trái kia. Cho biết năm nay có trái cây gì mọc hoang cho mọi người coi cho vui thư giãn vậy à nhà ơi, chứ à, mình có ăn uống gì mấy đâu, hái nó vui. Xong rồi cái bác hàng xóm bác á, làm mứt á, cái bác tặng lại cho hũ hay hũ ăn bánh mì, trét vô bánh mì ăn đó. Mình đi hái, còn việc còn lại là để bác hàng xóm lo. Nấu là để bác hàng xóm lo. Rồi mắc áo. Là mê quá nhờ. Hồi bây giờ ha, hái cái trái nó chưa chậm nhẹp tại vì là nó mới chín, tới lúc mà cuối mùa hồi ôi nó chín quá trời chín đó là chậm nhẹp hết trơn. Lúc đó là mình sợ nhất á. Đây cả nhà ơi, hôm nay Nhung Hà cũng đi thu hoạch được nguyên một mẹt mâm xôi đen và một rổ rau củ vườn nhà đó. Thì ăn thử mâm xôi đen của Mộc Hoang ở vừa ở Mỹ ha cả nhà ha. Mời cả nhà nha. Đây, được cái trái này chín. Mời cả nhà. Quá là thơm. Thơm mà nó ngọt, đó là ngọt luôn, công nhận nha. Tuy là nhỏ mà có vỏ nó rất là ngon luôn. Wow. Mùi thơm đặc biệt. Quá là đặc biệt, nó không có giống là mâm xôi mình trồng nó có cái mùi khác. Mâm xôi dại á nó cũng màu đen luôn nhưng mà có mùi khác cả nhà, mùi nó thơm dữ lắm. Nó cũng đen mà nó chua. Khi mà cái trái chín kìa nó mới thơm, nó ngon. Còn nó chưa chín nó chua dữ à. Trái này chắc chín rồi nè. Đây. Chín nhưng mà cái cuống nó vẫn còn như này thì mình ăn à. Trời ơi nó thơm. Rất chua. Hột nó hơi cứng. Đúng là nhỏ có vỏ thơm ngon kìa. Chua. Tìm cái trái chín thiệt chín để ăn à. Cảm nhận cái trái chín nó thơm dữ ta. Thơm mà ngọt mà ngon. Hàng chi chị quản lý mình là thích nhận hái những trái chín. Nó hơi mềm chút xíu nè. Ngon, công nhận đó. Đây, bên vườn mới là mình chưa có ăn cái trái dưa leo nào hết trơn á. Hôm nay ăn trái dưa leo chanh bên vườn mới nha cả nhà. Đây, rổ dưa leo nè. Mời cả nhà nha. Thiếu muối. Trời ơi, giòn. Công nhận dưa leo chanh nó vàng á. Nó làm sao mà nó giòn á, mé cái thịt đó nó giòn ghê luôn á. Nắng lên nè. Phải dép ngồi. Ngồi này nắng. Nắng giờ này là vitamin D tốt cho mình nè. Nó không có cháy mà nó mát. Chiều ấy mát. Còn nắng trưa á, trời ơi nó cháy da nhờ. Giòn hết chứ giòn.
vườn mới nhà con gái nè. Wow, giòn ngon quá. Công nhận nha, dưa leo này ướt hột ha, nó giòn, da nó giòn. Cỡ nó ngọt. Cái này mà ai khát nước ha, ăn trái là hết khát liền luôn, mọng nước kia. Để làm về mà khát nước là làm trái dưa leo nữa đó, bổ sung đầy đủ nước luôn á. Nó nhiều nước hơn dưa leo này, dưa leo này thịt nhiều. Ngon. Thôi vô nhà ơi, ngồi ngoài đường quay, người ta đi qua, người ta đi lại, người ta nhìn. Nó bà làm gì? Ngồi nói chuyện với máy quay. Nhung Hà xin tạm biệt cả nhà tới đây thôi. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha.